Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, mặc dù tình hình lây lan dịch bệnh tại Úc đã không còn, thế nhưng vấn đề vaccine chủng ngừa lại đang là nỗi lo hàng đầu của cư dân Úc sau khi những thông tin về việc vaccine AstraZeneca thật sự có liên hệ đến tình trạng máu đông đặc biệt của một số người. Tuy nhiên, lời khuyên của các chuyên gia là vaccine AstraZeneca vẫn an toàn đối với tập thể người lớn tuổi, tức là những người trong nhóm 1B đang được chủng ngừa hiện nay tại Úc. Và kế tiếp là nhóm châu a vẫn sẽ tiếp tục được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, thì về sinh hoạt kinh tế, thì ngành tiểu thương đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề sau khi kế hoạch tài trợ lương bổng JobKeeper chấm dứt. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. ngành tiểu thương ảnh hưởng như thế nào khi kế hoạch JobKeeper chấm dứt? Chương trình tài trợ lương bổng JobKeeper đã chấm dứt vào cuối tháng 3 vừa qua, mà hậu quả là một số người được trợ cấp lương bổng này đã bị thất nghiệp, và do đó họ đã di chuyển từ chương trình JobKeeper sang chương trình JobSeeker. Vấn đề được đặt ra là giới tiểu thương khi bị thiếu hụt nhân viên thì cần phải làm gì để có thể tiếp tục tồn tại. Điều này được cho là quan trọng vì những biện pháp yểm trợ và bảo vệ để giới tiểu thương không bị tuyên bố phá sản, đồng thời cũng đã chấm dứt vào cuối tháng 3 vừa qua. Nhắc lại là trong kế hoạch JobKeeper được chính phủ liên bang phát động từ tháng 3 năm 2020 và trong suốt thời gian kéo dài 12 tháng, chính phủ đã chi 90 tỷ đô la cho chương trình này. Và mặc dù có nhiều đề nghị kể cả của đảng lao động và các nghiệp đoàn, nhưng chính phủ đã không kéo dài kế hoạch JobKeeper này sau ngày 31 tháng 3. Theo một chuyên viên trong ngành tiểu thương, thì việc chấm dứt kế hoạch JobKeeper cũng là những dấu hiệu báo động cho ngành tiểu thương. Thứ nhất là dòng tài tránh, tức là cash flow, không còn diễn tiến ở mức bình thường, chẳng hạn như nhiều cơ sở tiểu thương không thể trả được các hóa đơn trong thời gian tới. Thứ hai là sinh hoạt tại một vài cơ sở tiểu thương sẽ không còn bình thường nữa, vì việc thiếu hụt nhân viên, chẳng hạn như việc không còn ai trả lời điện thoại. Và thứ ba là nguồn tín dụng cũng không còn nữa, đây là những dấu hiệu chứng tỏ cơ sở tiểu thương này đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Bởi vậy, theo các chuyên gia, thì chủ nhân của các cơ sở tiểu thương này cần phải có hành động nhanh chóng, đặc biệt là nên lấy cố vấn từ các chuyên gia để có phương án thoát hiểm an toàn. Cũng theo nhận xét của các chuyên gia, thì tháng 4 này được cho là giai đoạn khó khăn nhất, bởi lý do là tháng đầu tiên của thời hậu dốc Kipper. Hiện nay đang có nhiều chương trình trợ cấp cho giới tiểu thương do các chính phủ tiểu bang thực hiện. Ngoài ra, Tổng nha thuế vụ ATO cũng có chương trình tạm đình hoãn các loại thuế. Vấn đề các chủ nhân của các cơ sở tiểu thương cần phải gõ cửa nơi nào để được giúp đỡ hữu hiệu và phục hồi thương nghiệp nhanh chóng. Chủng ngừa COVID-19 tại Úc, chuyên gia kêu gọi thành lập các trung tâm chủng ngừa lớn. Các chuyên gia y tế nói rằng việc triển khai vaccine COVID-19 của Úc cần phải thay đổi cách xử lý và kết hợp các trung tâm vaccine quy mô lớn nếu nó có cơ hội đạt được mục tiêu. Việc triển khai của đất nước đã bị chậm lại so với kế hoạch trong những tháng đầu tiên và ngày càng có nhiều lời kêu gọi về các điểm chủng ngừa hàng loạt dựa vào các sân vận động, trường học và công viên công cộng để giúp xoay chuyển tình thế. Nhà dịch tễ học hàng đầu người Úc và cũng là cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Mary Louis MacLaw của Viện Đại học Sydney cho biết, nếu không có những trung tâm chủng ngừa hàng loạt thì nhiều người Úc có thể sẽ đợi đến năm sau thì mới được chủng ngừa. Phát biểu trên hãng tin Yahoo News, giáo sư Maclo nói rằng, với kế hoạch triển khai chủng ngừa như hiện tại của chính phủ, thì chính phủ sẽ không thể nào đạt được mục tiêu là chủng ngừa cho toàn thể cư dân vào cuối tháng 10 này, hoặc ít nhất là cư dân Úc phải được tiêm một liều vào cuối năm nay. Theo lời giáo sư Maclo, thì mức độ chủng ngừa hiện tại cần phải tăng hơn gấp 4 lần thì mới đuổi kịp tiến độ, và để làm được điều đó thì bà cho rằng chính phủ nên kết hợp với các trung tâm chủng ngừa hàng loạt, tương tự như hình thức chủng ngừa tại Mỹ. Cho đến thời điểm này thì New South Wales và Victoria đã tuyên bố là sẽ thành lập trung tâm chủng ngừa hàng loạt trong vài tuần lễ tới. Cụ thể là tại Sydney, chính quyền thủ hiến Gladys Berejiklian sẽ xây dựng trung tâm chủng ngừa tại Sydney Olympic Park. Trong khi tại Melbourne thì sẽ có hai trung tâm, một là tại Melbourne Showground và một là tại trung tâm hội nghị McKer tại thành phố Ballarat. Hy vọng với sự xuất hiện của hai trung tâm chủng ngừa lớn này, thì cư dân tại Sydney và Melbourne sẽ nhanh chóng được chủng ngừa. Tin sinh hoạt tài tránh Hiệp hội sản xuất bia kêu gọi chính phủ cắt giảm 50% thuế bia. Các nhà sản xuất bia tại Úc vừa đệ trình chính phủ liên bang về việc cắt giảm thuế bia đối với các quán rượu và câu lạc bộ nhằm giúp đưa lĩnh vực này thoát ra khỏi cơn khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong một bản địa trình cho ngân sách liên bang vào tháng tới, hiệp hội các nhà sản xuất bia của Úc đã yêu cầu chính quyền thủ tướng Scott Morrison cắt giảm 50% thuế xuất tiêu thụ, đặc biệt đối với loại bia tươi. Với việc giảm thuế này, thì các quán rượu vườn và nhỏ, những nơi thường mua khoảng 15 thùng bia tươi mỗi tuần, sẽ tiết kiệm được 465 đô la một tuần tiền thuế. Và như vậy, thì các doanh nghiệp nhỏ này có thể dùng số tiền tiết kiệm từ thuế cho những chi tiêu khác chẳng hạn như cho các chương trình khuyến mãi. John Preston, giám đốc điều hành của nhóm đại diện cho các nhà sản xuất bia lớn của Úc, Carlton and United Breweries và Lion and Coopers lập luận rằng việc cắt giảm đáng kể sẽ giúp các địa điểm đối phó với tình trạng ngừng hoạt động trong tương lai và giới hạn công suất đang diễn ra. Hiệp hội các nhà sản xuất bia cho biết, việc giảm 50% sẽ khiến cho kho bạc liên bang tiêu tốn 150 triệu đô la từ doanh thu thuế bia hàng năm là 2 tỷ rưỡi đô la. Nhắc lại là hiện nay thuế bia ở Úc cao thứ tư trong số các nước phát triển và với hơn 85% bia được tiêu thụ ở Úc là được sản xuất tại Úc và do đó việc giảm thuế bia cũng nên được ưu tiên để có thể hỗ trợ cho khoảng 100.000 việc làm dựa vào sản xuất bia cũng như hàng trăm triệu đô la thu nhập từ các nhà sản xuất lúa mạch tại Úc. Dữ liệu bán hàng mới nhất của ngành cho thấy doanh số bán bia tươi vào năm 2020 đã giảm 30% so với năm trước tương ứng với hơn 1 tỷ đô la doanh thu bị mất cho các quán rượu và câu lạc bộ. Bang giao với Bắc Kinh Bằng chứng khả tín về vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc Vài ngày trước đây, đại sứ Trung Quốc tại Camera, ông Zhang Jingyi, đã mở cuộc họp báo và đe dọa rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả thích ứng mỗi khi bị khiêu khích, đồng thời vì đại sứ này cũng đã phổ biến những tài liệu tuyên truyền về tình trạng tại Tân Cương được coi là tốt đẹp. Giới truyền thông tại Úc đã có phản ứng và coi đây là một cuộc họp báo vô cùng kỳ lạ. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mary Spine đã xác nhận rằng tài liệu tuyên truyền về tình trạng tốt đẹp tại Tân Cương không thể tin được, vì Canberra đã có những phúc trình về sự vi phạm nhân quyền của tập thể người Duyên Ngô Nhĩ, và đây là những phúc trình hoàn toàn có thể tin cậy được. Nghị sĩ Mary Spine nói rằng Canberra đã có tầm nhìn rõ ràng về những quan ngại đối với tình trạng tại Tân Cương, là nơi đã có những phúc trình đáng tin về hàng triệu người duy ngôn nhĩ đã bị giam giữ trong các trại cải tạo. Ngoài ra, nữ ngoại trưởng Mary Smith cũng đã nhấn mạnh rằng đây cũng là những vấn đề mà chính phủ Úc cũng như chính phủ của các quốc gia đồng minh của Úc đã thường xuyên nêu lên với Bắc Kinh. Nước Úc đồng thời cũng yêu cầu Bắc Kinh cho phép một ủy viên của Liên hiệp quốc về vấn đề nhân quyền có thể được tự do thăm viếng Tân Cương để tìm hiểu tình hình. Nhưng chắc chắn là đề nghị này của nước Úc sẽ không được chính quyền Bắc Kinh chấp nhận. Giao thương với Bắc Kinh, chủ quyền không thể thương lượng, Bộ trưởng Ngoại thương Úc xác nhận. Ngoài việc xác nhận những vi phạm nhân quyền tại Tân Cương mà Ngoại trưởng Mary Spine đã nêu ra, thì Bộ trưởng Ngoại thương Úc Dan Tehan ngày hôm qua cũng đã nêu lên một nguyên tắc rõ rệt là trong giao thương với Bắc Kinh, bất kể là dưới áp lực nào, nước Úc sẽ không bao giờ đem vấn đề chủ quyền ra để mặc cả đáp trả cuộc họp báo của đại sứ Bắc Kinh tại Canberra, bộ trưởng Dan Tehan ngày hôm qua đã phát biểu trên đài truyền hình Bloomberg rằng, tuy chủ quyền của nước Úc không thể được thương thuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh và Canberra không thể có một quan hệ tốt đẹp theo nghĩa đôi bên cùng có lợi. Theo lời ông Tehan, thì không những đối thoại giữa Bắc Kinh và Canberra gặp nhiều khó khăn, mà đôi khi giữa các quốc gia thân hữu thì đôi khi có thể có những cuộc đối thoại khó khăn. Nhắc lại là kể từ tháng 5 năm 2020, Bắc Kinh đã liên tục làm áp lực với Úc về chính sách ngoại giao và quốc phòng và Bắc Kinh cũng đã áp dụng nhiều biện pháp trả đũa. Khởi đầu là với việc gia tăng thuế quan đối với ngành xuất cảng lúa mạch của Úc. Sau đó thì danh sách trừng phạt này ngày càng dài ra và cho đến thời điểm này đã có hàng chục mặt hàng của Úc đã bị Trung Quốc đưa vào danh sách cấm, bao gồm cả thịt bò, tôm hùm và rượu vang. Hiện nay, nước Úc đã đưa Trung Quốc ra trước Ủy ban Hòa giải của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong vấn đề mua bán lúa mạch. Tin sức khỏe đời sống Cảnh báo về thói quen thích ăn thức ăn vặt của người Úc Tổ chức Khoa học và Công nghệ Úc Châu gọi tắt là Shiro vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu, qua đó cho thấy gần 80% cư dân Úc đã tiêu thụ quá nhiều thức ăn vặt mỗi ngày. Nhà khoa học nghiên cứu của Shiro, tiến sĩ Gilly Henry, cho biết Đồ ăn tùy tiện hoặc đồ ăn vặt là vấn đề số một ảnh hưởng đến chế độ ăn uống của người Úc ngày nay. Cũng theo lời tiến sĩ Henry, thì việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn vặt sẽ dẫn đến dinh dưỡng kém, tỷ lệ béo phì gia tăng và thậm chí còn cao hơn nguy cơ mắc các bệnh về lối sống. Cụ thể thì Siro đã phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát hơn 230.000 người trưởng thành ở Úc được thu thập từ năm 2015 đến năm 2020 qua đó cho thấy gần 80% trong số họ tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tùy ý và trung bình người lớn đang ăn khoảng gấp đôi lượng mà hướng dẫn chế độ ăn uống quốc gia khuyến nghị. Những loại thực phẩm được cho là không lành mạnh nhưng lại rất được ưa chuộng tại Úc. Đứng đầu là loại rượu chiếm 21% lượng thức ăn tùy ý, thứ nhì là các loại bánh ngọt và bánh quy chiếm 19%, và thứ ba là các loại đồ uống có đường chiếm 12%. Tiến sĩ Henry cho biết mặc dù những loại thực phẩm và đồ uống này thường chứa nhiều đường và chất béo nhưng chúng mang lại cảm giác thích thú có nghĩa là các phương pháp thay thế phải được khám phá để giúp mọi người thưởng thức món ăn yêu thích của họ trong bối cảnh chế độ ăn uống lành mạnh và để giúp cư dân úc thay đổi thói quen ăn uống siro đã đưa ra một loạt các chiến lược để giúp mọi người giảm lượng calo tiêu thụ được mô hình hóa trong máy phân tích đồ ăn vặt chứ không chỉ cắt giảm hoàn toàn thức ăn điều đó có thể bao gồm việc chọn loại bỏ rượu, tạm nghỉ bánh ngọt và bánh quy và giảm một nửa tiêu thụ bánh kẹo. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.